If you really, really love me, 말해줘. 나 없이 하루도 버틸 수 없다고, really, really. 집착할 만큼 원한다고, really. If you really, really want me, 말해줘. 넌 절대 잠시도 한눈 안 판다고, really, really. 다른 남자와 다른다고, really. Đang ở sân bay và đáp chuyến bay lúc 10 giờ sáng đi Bangkok để xem Blackpink. Hôm nay Tiên có hai người bạn rất là thân với Tiên, đây là Thiện và đây là Nhi. Ok, get started. Làm gì vậy em? Đang học tiếng Hàn. Học tiếng Hàn. Kêu nói mấy cái. Rồi đi học. Rồi đi học. Chưa này Thiện nó khắp. Vẫn không biết nói đúng. Bây giờ thì Tiên đang ở trong lounge và chuẩn bị ăn một chút xíu rồi xong sau đó sẽ lên máy bay và đi qua Thái Lan. Ok, say hi. Sawadika. Hello mọi người, Tiên vừa mới đáp xuống sân bay ở Bangkok và sẽ bây giờ thì đang đợi xe Grab để đi về khách sạn và check in. Tao quay mày luôn có sao đâu. Trời, treo đồ đồ. Thì ai biết sao. Yahoo. Hello mọi người. Mình đang ở đâu? Tiên đang trên túc túc. Qua mọi người đã thay đồ xong hết rồi, rồi bây giờ chuẩn bị đi ăn. Thì xem tốt. Thì bây giờ đi phụ nhau. Bây giờ đang trên đường đi ra BTS, giống như là train ở Thái Lan vậy đó, để đi ra Siam. Bây giờ mọi người muốn mua thẻ xong là bây giờ sẽ tới Siam để đi ăn. Quá. Trời đói bụng lắm rồi đó. Đó mọi người. Đói. Đói. Đó không nói được câu nào. Trời ơi, tự nhiên bị gì lắm mọi người. Không có bài lấy. Tiên đã tới Siam rồi, bây giờ đang đi kiếm đồ ăn nè. Tại cái lấy cái noodle. Đây cái class noodle cái thằng kia ăn trời hấp dẫn lắm luôn. Ừ, ăn cái đó đi. Ăn class noodle. Tuyệt vời. Yeah. Mày thấy ngon không? Ngon. Ngon. Hai phải đứng cản đường. Đây các bạn đi bạn mình làm cho mình. Bây giờ sẽ thử trà sữa nói thế gì. Không ngon. Nó nghe mùi trà nhiều hơn. Còn gì nữa không Tiên? Uống không? Uống thử đi là biết. Uống thử đi. Ngon á. Đúng ngon luôn, nghe mùi trà nhiều. Đúng không? Đúng không? Đã tới thiên đường của Tiên rồi các bạn ạ. À. Các bạn có thể đoán được đây là đâu không?
Sephora. Oh my god, em sao vậy? Đi xiêm và đã thay đồ, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ra chợ để đi mua đồ tiếp. Ok, bây giờ chừng là tí nữa đi ra chợ để quay cho các bạn xem. Tiên đang ở Chinatown và đang kiếm chỗ đi ăn. Nhìn rất là đông, rất nhiều người nhìn nhưng mà thôi kệ. Đi ăn đâu? Thì nhiều quán không biết ăn quán nào luôn. Cái này đi lớn mà. Dạ, một bánh có 15 bạc thôi, rẻ đúng rẻ luôn á. Cảm ơn thằng. Đi kiếm đồ ăn. Lúc mà kiếm được đồ ăn thì sẽ quay cho các bạn xem nha. Thôi nãy giờ đi mãi mới kiếm được chỗ ăn mọi người ơi. Thật là một kỳ công. Chúng ta đã đến được rồi, đang chờ đồ ăn. Sao vậy? Thời tiết ở đây thì nó nóng y chang Sài Gòn. Tiên cái chỗ này đó thì đây là Chong Dim Sum, thì nó có rất là nhiều cái món dim sum như thế này và Tiên nghe nói là Tiên thấy những cái giá của nó cũng rất là ok luôn đó, quá trời món luôn, thì rất là nhiều người recommend Tiên chỗ này và nếu đồ ăn ra thì Tiên sẽ review cho các bạn xem là nó sẽ như thế nào. Sao các bạn giọng Tiên vẫn còn hơi là vì bên này Tiên ốm rất là nhiều cho nên là giọng vẫn còn rất là khàn. Nhưng mà chừng nào mà đồ ăn ra thì Tiên sẽ check in cho các bạn. Cái này là Thai IC đúng không? Cái này là Coffee IC nè.
Vô mọi người. Vô. Vô. Đi sẽ uống thử. Là nó có đáng như là cà phê không? Ngon lắm. Đây là mình gọi gì ạ? Mì cá xíu hả? Mì cá xíu, mì xíu hành thá, mì xíu hành thá, rau cải, cải ngọt hả? Cải ngọt sao? Món này kiểu món có giá mắc nhất. Mắc nhất. Còn mình sẽ làm mắc với bạn. Gì? Trời ơi, mọi người ơi. Cái này là gì vậy? Trứng muối phải không? Yeah. Century egg. Chứ nó là đây, ở trứng muối đó cho nó cười cho bạn. Ờ lộn lộn, bắt hảo. Ủa sao cười dữ vậy? Ủa sao cười dữ vậy? Rất do mà thông minh quá. Mình lộn mọi người, này là trứng bích thảo. Còn này là gì vậy? Cái này là xíu mại đúng không? Ờ, xíu mại nhưng mà nó là cow, cow. Mờ rui. Rồi đến lau cho. Rồi. Tao nguyên lý rồi. Còn mà má ơi. Cái này là gì vậy? Sao này có hai cục vậy, ba người ăn sao? Thì thôi đi, mẹ bùng một cục này như nào. Đây là xíu mại. Ôi ngon quá mọi người. Bây giờ thì Tiên đã vừa ăn dim sum xong và bây giờ sẽ đi ăn dessert. Thì một cái chỗ này nó rất là nổi tiếng ở bên Thái đó, gọi là After You. Thì đây, cái tiệm ở đây như thế này, Tiên đang ôi kỳ quá. Nãy giờ đang ngồi chờ tại vì tới đây thì tiệm nó vẫn chưa có mở, còn bây giờ nó đã mở rồi thì vào thôi. Ủa sao lại một cái con vậy? Mình đã được vào cà phê rồi các bạn à. Bây giờ sẽ ăn thử. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mình để giấu cho chị uống. Không phải, tôi trường cho nó đỡ. Và tụi mình đã order mango smoothie hả? Mango fruity. Fruity, và giờ còn có hai cái. Fruity. Fruity đúng không? Fruity là gì? Fruit, chỉ cây. Ờ thì đúng rồi. Smoothie. Và mình còn một cái bingsu xu với lại một cái bánh. Nhóm xin tớ xoài nhà mình làm. Rất ngon nha mấy bạn. Tiên bây giờ thì đang trên xe đi đến một cái chỗ này cực kỳ nổi tiếng ở Thái Lan, mà hầu hết ai đến đây cũng đi hết. Where? Slime Village. Slime Village. Dễ thương quá là nó có mấy con thú bông. Dạ mấy con slime. Xong rồi có cái gì trong đó nè? Có một cái cầu đúng không Nhi? Cái cầu mà cầu bông ấy. Xong cái gương mình để mình chụp hình vào ấy, đẹp lắm. Có nhiều đèn. Ok, tí nữa nó sẽ quay cho các bạn xem. Thank you.
Tiên đang ở Lion Village là một cái khu kiểu những cái con lion mà của Hàn Quốc, thì đây nó làm thành giống như là một cái tất cả các rất là nhiều phòng khác nhau thì rất là dễ thương. Thì nó có những cái phòng rất là dễ thương như thế này. Oh. Rất là dễ thương luôn. Trời ơi. Chụp cho ba đứa một mẹ ơi, mình ăn món gì vậy mẹ? Hôm nay mình sẽ ăn món. Đây là món. Mẹ quá ngu. Dạ, hôm nay mình ăn bò bít tết cho mẹ. Ok, ok. Mình nấu đi con. Mẹ phải nấu cái này nó dính. Mẹ giúp con ăn đi mẹ. Dính rồi con. Lấy cái muỗng ra đây. Chỗ để đi coi Blackpink rồi, và bây giờ sẽ đi qua bên cái market nó để mua cái lightstick của Blackpink. Yeah, oh my god, I'm so excited. Mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng thì ở Thái Lan rồi, thì hôm qua có đi concert của Blackpink. Bây giờ còn tiếng mà không nói được luôn. Thì bây giờ đang ở Siam để đi ăn. Sau đó thì đi vòng vòng 10 chiều, bắt đầu về khách sạn lấy vali rồi đi về. Rồi giọng nó không dơ, cái này có dơ gì đó.